Nếu đã biết cả rồi thì tại sao không báo cảnh sát? Chúng tôi không có chứng cứ. Nên anh tạo ra chứng cứ. Dung Dung, được rồi. Đồ khốn. Đồ khốn. Mẫn Mẫn, cuối cùng chị cũng trả thù được cho em. Trả thù cho em. Người chết tên Ngô Tác Phong, 47 tuổi, người thành phố Nghi Khánh. Em trai tôi không thể tự sát được. Nhất định là nó bị cái nhà ma kia nguyền rủa. Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Chuẩn bị làm gì? Khảo sát hiện trường. Tập 7. Giáo sư, giáo sư, tôi ngủ quên à? Vừa rồi trông anh đáng sợ lắm, chút nữa là tôi hắt nước vô mặt anh. Anh không sao chứ? Không sao. Anh không sao thật hả? Pháp y giám định được, trong thi thể Ngô Tác Phong còn có một lượng lớn atropine đã vượt quá ngưỡng thông thường. Ngộ độc atropine sẽ dẫn đến cáo kỉnh, chóng mặt, thấy ảo giác. Nếu nghiêm trọng còn có thể hôn mê, hay thậm chí là tử vong. Nếu Ngô Tác Phong muốn tự sát thì chẳng có lý do gì đi mua tận hai bảo hiểm, nhảy từ trên cao như thế xuống, không có hy vọng sống. Tôi đã hỏi người nhà anh ta rồi. Ngô Tác Phong chưa từng uống thuốc có thành phần atropine. Ý anh là có người đầu độc, vẫn chưa xác định được. Theo như anh trai anh ta thì Ngô Tác Phong sắp ký được một hợp đồng rất lớn, đủ để khiến Phong Tân Chế Y bước lên một tầm cao mới. Cho nên anh ta không có lý do gì để tự sát vào thời điểm này. Tối nay chúng ta tăng ca, xem lại tài liệu một lượt. Giáo sư, giáo sư, anh có nghe thấy không? Anh có nghe thấy không? Hả? Chắc là kết cấu đặc biệt giữa các tầng gây ra. Khi xây những căn nhà cũ thế này, người ta thường không nghĩ đến khí hậu đô thị, cho nên bất kỳ hiện tượng nhỏ nào cũng khiến nó bị ảnh hưởng. Là gió thổi hả? Chúc mừng cô, vẫn chưa đến mức gì sợ hãi mà không thể nghĩ được gì nữa. Giáo sư, chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi anh.
Sợi dây đỏ của anh, đổi câu khác đi. Tôi đã đổi một câu rồi. Vừa rồi anh mơ thấy gì? Tôi quên rồi, anh nói dối. Nói dối có những lúc cũng là biểu hiện của sự trưởng thành. Thế sự khác biệt về mặt văn hóa thông qua biểu cảm chớp nhoáng là gì? Đường Sâm nói cho cô đúng không? Cảm xúc cơ bản của con người được chia làm 6 loại: vui vẻ, buồn thương, sợ hãi, phẫn nộ, kinh ngạc và chán ghét. 6 biểu cảm này đều có tính đồng nhất trong các nền văn hóa. Nhưng biểu cảm nhỏ trong chớp mắt thì không. Trên mặt người có 42 cơ biểu cảm. Cơ thể tạo ra hơn 10.000 biểu cảm. Và ở các dân tộc khác nhau, cơ và xương của con người cũng khác nhau. Cho nên trước khi phán đoán, cô phải có hiểu biết nhất định về văn hóa của dân tộc đó. Nhiều chữ như thế, làm sao nhớ được hết, không sót chữ nào thế? Cô có thể nghĩ tôi là một thiên tài. Dẻo dai, mượt mà, xà phòng phi phàm. Ôi, quảng cáo, bẩn chết đi được. Đưa tôi xem nào. Làm gì? Sao thế? Nó có thể là màu xanh lá. Sao thế? Anh tìm gì vậy? Tôi đang tìm thứ gây lưu ảnh trên võng mạc. Lưu ảnh trên võng mạc. Khi ánh sáng gây kích thích lên cơ quan thị giác, sự hưng phấn của tế bào sẽ không dừng lại khi kích thích dừng lại, mà sẽ lưu lại trong một thời gian ngắn. Hiểu không? Nhìn tấm hình này 30 giây, tốt nhất đừng chớp mắt. Nhìn sang chỗ khác đi. Ừ, giờ tôi nhìn đâu cũng thấy mặt Marilyn Monroe. Này, nhưng mà cô ấy màu đỏ. Đây chính là lưu ảnh trên võng mạc. Ồ, thế cũng tức là những công nhân đó sau khi bị nguồn ánh sáng màu xanh lá kích thích mạnh, khi thị giác chưa khôi phục như bình thường, nhìn thấy một thứ xuất hiện chớp nhoáng, họ sẽ nghĩ cái đó màu đỏ. Đi với người thông minh nhiều, thực sự sẽ thông minh hơn đó. Nhưng ở đây làm gì có nguồn sáng nào? Kết cấu của phòng này có từng bị thay đổi không vậy? Chắc không đâu. Trên tài liệu ghi là sau khi tòa nhà được bán đi, vốn là định 2-3 năm sau sẽ cải tạo cùng với cả khu này. Tối tăm thế này, lấy đâu ra ánh sáng vào được đây? Có gì vào được đâu. Sếp, vừa rồi tôi công bố nguyên nhân tử vong của cụ giám đốc xưởng, thế mà chẳng ai tin cả. Họ thà tin rằng nhà ma nguyền rủa, cũng không tin khoa học. Lúc nào mọi người chẳng bị thu hút bởi những tin giật gân. Thói quen đọc của cư dân mạng cũng như đoạn nhanh đấy. Phần lớn mọi người đều chỉ quan tâm đề mục về nội dung chính, hiếm có người quan tâm chi tiết lắm. Cũng không biết giáo sư và chị Gia Kỳ thế nào rồi. Giáo sư, vừa nhắc đến anh luôn đó, cậu đã giúp tôi. Nửa năm trước, biển quảng cáo của xưởng xà phòng cũ ở tầng trệt tòa số 1 trông thế nào? Được, để tôi.
gửi vào điện thoại của anh rồi đó. Tìm thấy nó rồi. Nửa năm trước, mỗi khi đến đêm, ánh sáng xanh lá cây từ đèn quảng cáo sẽ chiếu vào ký túc xá, cho nên rất nhiều người ưa mạo hiểm cũng bị ảnh hưởng như thế, gặp hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. Thế nếu tôi ngủ quay mặt vào tường thì đâu bị ảnh hưởng? Đúng vậy. Nhưng khi đại đa số mọi người nó giống nhau thì sẽ sinh ra hiệu ứng đám đông. Lại từ mới gì đấy? Tức là khi một người gặp chuyện không hay, họ sẽ gây ra ám thị tâm lý cho người khác, người khác cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. À, thế cũng tức là thực ra có những công nhân không hề nhìn thấy cái bóng màu đỏ, nhưng vì có người nhìn thấy, cho nên thành ra tất cả mọi người đều thấy. Hơn nữa nó còn gây ra khủng hoảng trên mạng, tạo ra tin đồn nhà ma. Có phải chúng ta đã quá giải được rồi không? Giờ báo Tạ Lỗi công bố đáp án lên mạng thôi. Giáo sư, sau này tôi cũng muốn trở thành người như anh, một người tri thức, uyên bác. Thực ra cô đã vượt qua tôi rồi. Thật hả? Phương diện nào? Sức tưởng tượng. Đi thôi. Đừng quên pháp bảo tránh tà của cô. Chào buổi sáng. Máy tính nhỏ. Sao chị lại đến? Tôi còn tưởng chị sẽ cùng giáo sư nghỉ ngơi cả buổi sáng cơ. Ôi, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng. Cái trò tự sát từ từ đó tôi không chơi. Chị Gia Kỳ, hình như chị thay đổi rồi. Thay đổi gì? Trở nên có văn hóa hơn. Có phải tối qua giáo sư dạy thêm cho chị không? Cậu nói cái gì đấy? Ai dạy cậu hả? Cậu bảo ai dạy gì? Gì hả? Ôi sếp, giáo sư. Gửi báo cáo chưa? Gửi từ tối qua rồi, yên tâm đi. Dưới phần bình luận, phần lớn mọi người đồng tình. Hình như có một vài người vẫn còn cố chấp với thuyết nhà ma. Đấy là do cậu chưa viết rõ. Đùa gì vậy? Chỉ cần biết chữ là hiểu được tôi viết gì. Được rồi, vậy cậu tiếp tục theo dõi chuyện này đi. Dạ sếp. Sáng nay đội trưởng Lý bảo tôi là cấp trên đánh giá cao việc chúng ta giải mã vụ nhà ma. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung điều tra vụ Ngô Tắc Phong tự sát. Đây là tài liệu về Tân Phong tác y, hôm qua tôi tổng hợp. Xem tài liệu chẳng bằng đến tận nơi tìm hiểu. Đi thôi. Chị Gia Kỳ, chị làm gì đấy? Cậu không nghe giáo sư bảo muốn đến Phong Tân tác y sao? Lúc nào? Vừa rồi. Sếp, sao tôi thấy hình như tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Này này. Được không? Này. Hai vị cảnh sát mà uống nước. Cảm ơn. Tôi là thư ký của Lý Tổng. Tôi tên Đường Tuyên Á. Nếu hai người có cần gì thì có thể gọi tôi. Giờ Lý Tổng đang họp. Ok. Này này này, có nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì? Tôi nói cô nghe, dây chuyền với đồng hồ kia trăm mấy chục nghìn đấy. Có thật không vậy? Tôi biết nhìn hàng mà. Nè, cô là con gái nên là cô nói cho tôi chuyện đó chứ, cô Đinh Gia Kỳ. Tôi có biết hẳn đó đâu. Thế nếu vậy, có chắc cô ấy giống anh, có ông bố giàu và ông bà giàu. Tôi thấy cô ấy rất có khả năng là có bạn trai giống như tôi, cực kỳ giàu. Tôi khinh. Thế nhỏ là do người ta nỗ lực thì sao? Người ta biết kiếm tiền cũng biết tiêu tiền. Đưa tôi xem đồng hồ của cô là hãng gì nào. Giáo sư Từ, cảnh sát Đinh, hai người muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi sẽ hết sức phối hợp.
Khoảng thời gian trước khi Ngô Tắc Phong xảy ra chuyện, anh ta có gì bất thường không? Tầm nửa năm trở lại đây, chúng tôi vẫn luôn cố gắng để ký được một hợp đồng lớn. Hợp đồng này liên quan tới sự phát triển của công ty trong tương lai. Cho nên, gần đây chủ tịch Ngô phải chịu áp lực vô cùng lớn. Một thời gian trước, anh ấy còn liên tục nhận được thư đe dọa. Thư đe dọa? Đúng thế. Số thư đó còn không? Số thư đó đã bị chủ tịch Ngô đốt rồi. Vậy trong ấn tượng của anh, có những ai có thể tiếp xúc với những bức thư đe dọa đó? Khi đó chúng tôi từng nghiên cứu mấy bức ảnh thư đe dọa này, nhưng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Chủ tịch Ngô lăn lộn thương trường suốt bao nhiêu năm, đúng là đắc tội không ít người. Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, công ty này có hai cổ đông, nhưng tại sao lại chỉ để một mình anh quản lý? Tôi đã theo chủ tịch Ngô rất nhiều năm rồi. Mặc dù tôi không phải đối tác của chủ tịch Ngô từ khi khởi nghiệp, nhưng chủ tịch Ngô thực sự vô cùng tin tưởng tôi. Cho nên sau khi chủ tịch Ngô qua đời, tôi tạm thời tiếp quản công ty. Hai cổ đông còn lại có ý kiến gì không? À, có những chuyện liên quan đến quyền lợi của công ty, tôi không tiện nói lắm. Ừ, anh biết không, khi nói dối người ta sẽ luôn nhìn chăm chăm vào đối phương, vì anh ta muốn lập tức xác nhận xem đối phương có tin vào lời nói dối của mình hay không. Quan hệ giữa Ngô Tắc Phong và hai cổ đông kia thế nào? Vì quan điểm kinh doanh khác nhau, cho nên quan hệ giữa họ cũng không hẳn là hòa hợp lắm. Phải rồi, hình như dạo trước Tào Tổng và chủ tịch Ngô từng cãi nhau to ở công ty. Lúc nào vậy? Vào khoảng hai ngày trước khi Ngô Tổng xảy ra chuyện. Chúng tôi đã kiểm tra nơi ở của Ngô Tắc Phong cả đêm, phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Ôi trời, sao lại có mấy người thích mấy cái này chứ? Đâu chỉ có mấy cái, chị không biết phòng ngủ của anh ta trông như thế nào đâu. Chẳng khác gì nhà ma. Anh trai của Ngô Tắc Phong cũng thấy rất kỳ lạ. Hay anh ta vào tà giáo gì rồi? Kiểu như thiên thần hội ấy. Có sức tưởng tượng mà không có khả năng phân biệt là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Thế mọi người đều ra đến đâu rồi? Quan hệ giữa Ngô Tắc Phong và hai cổ đông còn lại của công ty không tốt lắm. Sau khi anh ta tự sát, hai người này đều đang tranh đoạt cổ phần của anh ta. Cho nên anh nghĩ nguyên nhân vụ án là tranh đoạt cổ phần công ty. Nói chuyện là biết thôi. Ồ, cảnh sát Đinh. Anh Tào. Giáo sư. Chào Tào Tổng. Chào cậu. Nghe nói sáng nay hai người đã đến công ty tôi. Đúng là không khéo. Tôi đi gặp khách hàng. Chúng tôi nghe Lý nói rồi, nhưng vì có một vài vấn đề cần hỏi trực tiếp anh, cho nên đã mệnh đến đây. À, có gì cô cứ hỏi. Nghe nói một thời gian trước khi Ngô Tắc Phong xảy ra chuyện, các anh từng cãi nhau. Toàn là chuyện công việc thôi. Ở ngoài chúng tôi là bạn tốt. Lão Ngô chỉ là hơi bảo thủ. Anh nghĩ nguyên nhân thực sự khiến Ngô Tắc Phong tự sát là gì? Tôi nghĩ chắc là quá áp lực. Anh ấy trở nên rất nóng nảy, chẳng chịu nghe ý kiến, cho nên tôi mới tranh cãi với anh ấy. Tầm 10 giờ 30 đến 11 giờ hôm anh ta xảy ra chuyện, anh đang làm gì? Ở đâu? Hình như là đang xem TV ở nhà. Có ai làm chứng không? Giáo sư Từ, cậu ký gì thế? Cậu đang nghi ngờ tôi có liên quan tới cái chết của lão Ngô. Phiền anh trả lời chúng tôi là có hay không. Tôi ở nhà một mình, làm gì có ai làm chứng? Hả? Vậy khi đó anh đang xem show gì hay phim gì? Tôi không nhớ nữa. Tôi ở nhà một mình, thấy chán cho nên bật tivi. Tào Tổng, nếu anh nói dối một câu thì sẽ phải nói dối vô số câu khác nữa để bảo vệ câu đó. Anh thấy có đáng không? Tôi hỏi lại một lần nữa. Đêm hôm Ngô Tắc Phong xảy ra chuyện, anh ở đâu? Làm gì? Được rồi, tôi thừa nhận. Tối hôm đó, đúng là tôi không ở nhà xem TV.
Tôi đi gặp người của Dân Lai phục sức. Là công ty các anh định hợp tác đấy à? Đúng. Tôi sợ lâu quá thì hợp đồng này sẽ hỏng. Cho nên anh muốn gặp riêng và chấp nhận đồng ý với điều kiện của họ. Ừ, không sai. Nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho công ty thôi. Sếp. Giáo sư, thế nào? Tào Đinh có thể tạm thời loại khỏi diện tình nghi. Người khí chất nóng nảy như anh ta chắc không nghĩ ra cách giết người kiểu Du Hồi như Hạ Độc đâu. Khí chất nóng nảy là sao cơ? Một trong bốn loại tính cách con người đó, ba loại còn lại là nhiệt tình, lạnh lùng, u uất. Phải rồi giáo sư, sao anh phân biệt được các loại tính cách của họ vậy? Giọng nói của anh ta rất mạnh mẽ, nhìn bề ngoài có vẻ rất nhiều năng lượng. Khi bắt tay tôi, anh ta vô thức ấn tay tôi xuống, cho thấy ham muốn khống chế của người này rất mạnh. Người nóng nảy tính cách như ngọn lửa, khả năng tự kiềm chế rất kém, dễ sinh mâu thuẫn. Cho nên nghi phạm thuộc loại này luôn là phạm tội bạo lực, ví dụ như đánh đập, cướp giật, vân vân. Mà người u uất mới dễ sử dụng phương thức hạ độc. Hả? Đọc nhiều sách chút. Phải rồi, đã liên lạc được với Triệu Xuân Lôi rồi. Nhưng anh ta đang ở bệnh viện, đã hẹn là mai hai người đến rồi. Cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ mẹ tôi sắp xếp rồi. Nhiệm vụ gì thế? Xem mắt. Anh ấy vừa nói gì cơ? Xem mắt. Giáo sư Từ, tôi nghe bác nói anh có thể nhìn ra tất cả thông tin giấu kín và biểu cảm. Thật vậy sao? Son, móng tay, váy của cô đều cùng màu. Trong thời kỳ động dục của nhiều động vật, giống đực lớp linh trưởng, màu đỏ là tín hiệu cho giống đực. Còn trong xã hội loài người, nó đại diện cho sự hấp dẫn. Ánh mắt cô nhìn tôi lướt từ dưới lên trên, có thể kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông. Có thể đấy là trong vô thức. Nhưng tiềm thức của cô đã gửi đến tôi thông tin từ cô. Từ cách cô ăn mặc, trang điểm, động tác, biểu cảm, tất cả đều cho thấy cô rất dễ với đối tượng xem mắt là tôi. Tôi xin lỗi. Cậu gọi cho tôi giờ này tốt nhất là có lý do chính đáng. Giáo sư, trên mạng vừa xuất hiện video Ngô Tác Phong trước khi chết, để tôi gửi cho anh. Thất lễ rồi. Giáo sư Từ. Tào Đinh rời đi trước khi Ngô Tác Phong rơi xuống. Vậy tại sao anh ta còn phải giấu? Rất có khả năng là sợ không nói rõ được nên mới giấu. Thế anh ta đúng là khó đoán thật. Đến giáo sư cũng không nhận ra. Sự thay đổi chớp nhoáng trong biểu cảm không phải là chìa khóa giảm năng. Tôi chỉ đoán được liệu có phải anh ta đang giấu chuyện gì hay không. Giờ tin đồn nhà ma nguyền rủa lại hot lên rồi. Hơn nữa có một số người còn liên tục dẫn dắt dư luận. Người dẫn dắt dư luận là chìa khóa quan trọng để phá vụ án này. Nhưng trước khi tìm được họ, người bên cạnh Ngô Tác Phong cũng không thể thoát khỏi tình nghi. Tôi là chủ tịch công ty, chẳng lẽ tôi không có quyền quyết định mấy chuyện này à? Việc hợp tác với Dân Lai phục sức là lựa chọn hai bên cùng có lợi. Anh không thể vì sợ tổn thất mà đến cơ hội thử cũng bỏ luôn. Chuyện này cứ quyết thế đi. Tôi không muốn nghe ý kiến phản đối nữa. Anh không nói gì à? Cứ trơ mắt nhìn anh ta bỏ cơ hội tốt như thế hả? Xem thường. Anh bảo, theo lý mà nói, nếu Ngô Tác Phong trở mặt với Tào Đinh thì người được lợi nhất phải là Triệu Xuân Lôi. Nhưng tại sao khi phát hiện ra Tào Đinh giở trò sau lưng thì lại có vẻ mặt xem thường thế kia? Biểu cảm này không nhắm vào Tào Đinh. Ồ, thế tức là biểu cảm này Triệu Xuân Lôi là nhắm vào Ngô Tác Phong.
khi phân tích mỗi biểu cảm đều phải để ý nền tảng, tình huống và động tác tổng thể. Anh Triệu, chào anh. Chúng tôi là cảnh sát. Lần này tôi đến là vì muốn hỏi anh về Ngô Tắc Phong. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không khỏe. Có gì cần tôi giúp, tôi sẽ cố hết sức. Theo chúng tôi được biết, mấy năm nay Ngô Tắc Phong có rất nhiều quyết định không được mọi người ủng hộ. Hơn nữa trong nội bộ công ty các anh cũng rất phản đối anh ấy. Nên làm ăn mà có ý kiến phản đối cũng rất bình thường. Không ai có thể đánh giá một quyết định là đúng hay sai. Chỉ có thể để thời gian cho chúng ta đáp án. Cậu cảnh sát này, từ lúc bước vào có nhìn tôi chằm chằm. Có vấn đề gì à? Tôi quên giới thiệu với anh. Tôi có thói quen quan sát biểu cảm của người khác. Không sao, anh cứ thoải mái. Chúng tôi đến chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi. Lúc trước tôi phát hiện anh có một biểu cảm rất thú vị. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2017, vào buổi họp thường kỳ của Phong Tân Chế Y, anh cũng đã có biểu cảm khinh miệt này đối với bạn nhiều năm của mình, Ngô Tắc Phong. Anh xem, đây có phải anh không? Chỉ là một biểu cảm thôi. Cậu muốn nói gì? Anh ấy à, có thể khống chế nội dung lời nói, nhưng không thể khống chế được biểu cảm trong vô thức. Mỗi khi nhắc đến Ngô Tắc Phong, gương mặt anh lại lộ sự khinh miệt. Từ đó có thể thấy anh rất có thành kiến với người này. Anh ta đã mất đi khả năng khống chế công việc. Dù anh ta còn sống thì cũng chỉ tiếp tục kéo chân công ty thôi. Cho nên anh đã viết thư đe dọa anh ta à? Không nhận hả? Không sao. Trên đời này không có tội ác hoàn hảo. Điều tra anh đã gửi thư bằng đường nào chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi thừa nhận thư là tôi gửi. Công ty chúng tôi đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Vào thời điểm quan trọng thế này, lão Ngô lại mất đi khả năng quyết định. Làm việc cứ rón ra rón rén, không chịu tiến lên. Hơn nữa, tôi cũng được biết trạng thái tinh thần của anh ấy cũng rất tệ. Hơn nữa trí nhớ còn nhanh chóng giảm đi. Cho nên anh dùng cách này để kích thích anh ta. Kết quả này là điều anh muốn à? Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội thích hợp để khiến anh ấy từ bỏ quyền quản lý công ty. Nhưng không ngờ anh ấy lại tự sát. Ngô Tắc Phong là một người thận trọng. Đến anh trai anh ta còn không biết tình trạng sức khỏe của anh ta. Sao anh biết được? Một người ở công ty nói cho tôi. Tôi nghĩ chắc hai người đã gặp rồi. Đường Tuyên Á. Giấy tờ liên quan đến Đường Tuyên Á ở Tân Phong Chế Y mấy năm nay tìm được là tôi mang hết đến đây. Đây là chồng cuối cùng rồi. Anh Hải Dương, anh đúng là Doraemon của giới cảnh sát. Nếu Triệu Xuân Lôi đã khai ra Đường Tuyên Á thì chúng ta gọi cô ta đến thẩm vấn luôn cho xong. Tại sao cứ nhất định phải lãng phí thời gian ngồi xem số liệu ở đây? Lúc trước Đường Tuyên Á là thư ký của Ngô Tắc Phong, mà cô ta biết rất rõ Triệu Xuân Lôi lâm đây vị trí của Ngô Tắc Phong. Nhưng tại sao lại đi nói nhiều thông tin bí mật cho anh ta thế? Chúng tôi thấy động cơ của cô ta rất đáng nghi. Nếu những văn bản này mà nằm trong máy tính của tôi thì tôi có thể tìm ra điểm đáng nghi bất cứ lúc nào. Có rất nhiều chứng cứ máy tính không tìm được đâu. Tại sao cô phải nói thông tin riêng tư của sếp cho Triệu Xuân Lôi? Một thư ký cỏn con như tôi làm gì dám tham gia vào chuyện của các sếp? Triệu tổng tình cờ phát hiện ra thôi. Cô Đường, cô có bạn trai không? Không có.
Bình thường, một cuộc hôn nhân muốn thành công thì bên nam phải hơn bên nữ 5 tuổi trở lên. Tình nhân cũng thế. Anh cảnh sát đây đang muốn nói về chủ đề tình cảm mà. Cũng không phải. Chỉ là tôi thấy chắc cô Đường hiểu rất rõ. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Rốt cuộc Ngô Tác Phong đã cho cô cái gì? Anh ta thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô về mặt vật chất hả? Hay là có thể cho cô mở rộng tầm mắt? Hay là cô thích chinh phục kiểu đàn ông nhiều kinh nghiệm? Đủ rồi đó. Dù anh là cảnh sát thì anh cũng không thể vu khống tôi mà không có bằng chứng hay căn cứ gì. Cô muốn căn cứ à? Tóc của cô trên giường của Ngô Tác Phong có đủ không? Ngoại hình người này có gì đặc biệt không? Lần nào tôi gặp cô ta cũng che chắn kỹ lắm. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì chắc là nữ. Nữ hả? Cô có biết phương pháp Lô Si không? Tôi đang đứng bên cạnh tòa nhà cao tầng. Trọng tâm của phương pháp này là xây dựng một cung điện trong đầu. Cuối cùng tôi cũng biết Ngô Tác Phong ngã xuống thế nào rồi.